đó. Tỉnh táo đó là tri tri giác, tinh thần là ổn định hay là có hốt hoảng lo âu và vật vã có gì không đó. Có cần đếm không? Cái gì? Đi thi có cần đếm không? Đặc biệt là thi skill. Dạ không. Nói đại đi, 18 đến 20 lần phút là đúng. Tại vì nó không có khó thở đúng không? 16 đến 20 lần em thích số nào? 16 đến 20 thích số nào? 16, 17, 18. Lấy 18 đi không? Cái gì? Cái gì đập hồn? Có hấp rồi. 18 là một phút là khác. Biên độ là bình thường. Nói từ đầu tới đuôi cho nó đen coi, nó xuông coi. Đánh giá khó thở thứ nhất là gì? Bệnh nhân thở tần số là 18 là một phút đều, biên độ là bình thường. Thở đều xong tới gì nữa? Em nữa gì nữa? Có kém. Không có kém thôi. Biên độ là bình thường. Nhanh rồi. Không tiếp. Đừng nói ra liên hồng nhé, không tiếp. Như vậy mình có câu khẩu hiệu không em? Thở 18 lần phút đều em, không co kép cơ hóa phụ, biên độ bình thường, không tiếng. Cầm cầm mình xíu, nhớ cầm biên độ, âm độ mình nhớ không nổi đâu ha. Mình nhớ câu khẩu hiệu đó mình sẽ nhớ được 6 cái tính chất đó ha. Rồi 6 đặc điểm đó, rồi tiếp. Lòng ngực là tương đối, không có sẹo, không có. Là sai rồi. Sai luôn rồi. Mô tả hình dạng lòng ngực mà nhận ra sai rồi. Là như vậy là cân đối, không có vẻ cuộc sống. Thay nhân sườn là bình thường. Sao biết thay nhân sườn bình thường? Em khám thay nhân sườn sao biết bình thường? Dung thay hả? Bỏ qua bên này nè. Bỏ qua bên này nè, nó dễ. Rồi sao là bất thường? Giãn rộng hơn là ngón cái rồi. Bỏ lọt ngón cái là bàn tay nhân sườn giãn rộng ha. Tay nhân sườn này thì không có. Rồi bây giờ em, chị giả sử nha. Lòng ngực bây giờ là cân đối, hai bên đều đúng không? Giả sử có bên cao, bên thấp. Em làm sao để em biết được là bên nào là bên bệnh lý? Bên cao là bệnh hay bên thấp là bệnh? Dạ, bên cao. Bên sao? Nhớ không xương ức? Bên thí dụ bên trái cao, bên phải thấp. Bên trái cao, bên phải thấp. Như vậy bên nào bệnh, bên nào bình thường? Một bên cao, một bên nhô cao. Còn một bên là... Thì dĩ nhiên bên kia nhô cao lên thì bên kia phải thấp hơn đúng không? Vậy bên nào là bên bình thường? Bên cao nên làm trời. Thôi u sao mới nó nhô cao hết cái lồng ngực được? Bên cao nên làm trời. Nghe. Thôi bên cao bên bình thường, bên thấp là bị kéo xuống. Người ta cũng được. Càng khí phải thủng. Làm sao biết bên nào là bình thường, bên nào là bất thường? Có thể bên cao là bình thường, bên thấp là nó bị xẹp phổi đúng không? Dạ. Có thể bên thấp là bình thường, bên cao là bị tràn khí màng phổi, nó đẩy lồng ngực lên cao. Như vậy bây giờ làm sao biết bên nào là bên bình thường? Nghe. Đang nhìn mà em. Đang nhìn. Em đang nhìn mà. Mình nhìn thôi hả? Ừ. Sao không nhìn được tham gia nhịp thở không? Khoan sườn co kéo cơ hữu cụ. Sao em nói sao? Khoan nhân sườn mình nhìn xem với các cơ hữu cụ bị co kéo. Bên nào co kéo người? Đúng vậy. Không co kéo gì hết. Người này nói xém trúng. Xác định khoan có giãn không? Có giãn khoan liên sườn. Khoan liên sườn có giãn không? Đúng không? Nếu khoan liên sườn bên nào giãn là bên đó bất thường, đúng không?
Còn bên cao bên thấp, nếu mà bên cao mà khoang liên sườn nó giãn là bên đó bất thường. Còn nếu bên cao mà khoang liên sườn không giãn, tức là bên cao là bình thường, bên kia là bên bất thường, hiểu không? Ha? Như vậy mình chỉ dựa vào liên sườn có giãn hay không rồi, hiểu chỗ đó rồi ha. Rồi làm tiếp đi. Chưa có tới xong lồng ngực nữa, chưa có xong hình dạng nữa. Em nhìn hình dạng thứ nhất là cân đối đều hai bên hay không, khoang liên sườn có giãn hay không, đường kính phía sau kia đường kính ngang lại nhiêu. Rồi thứ hai nữa là có gù vẹo hay không. Rồi là phía sau lưng, còn phía trước ngực là có lõm ngực hay không, ngực có hình là dạng ức gà hay không ha. Đó là những cái em cần phải mô tả, đúng không? Làm lại đi. Lòng ngực thì cân đối, không có vẹo cuộc sống. Tỷ lệ giữa bề ngang và bề rộng của... Không có nói vậy. Đường kính trước sau là 1-2. Đường kính trước sau có một số sau là 1 sao được. À, trước sau là đường kính em là 1-2. Không phải là vàng. À, không có lõm, không có ngực gà. Đêm có thấy hình lõm ngực bao giờ chưa? Hay không sắc? À, thấy được ức gà chưa? Thấy rồi, em mô tả chưa? Rồi, tiếp đi. Hình ngực là không có, hình ngực là không có xuất khí. Hình ngực mà nó dòm trong sách nó không có xuất khí. À, mình không có xuất khí dưới da rồi. Xuất khí dưới da sao em thấy được em? Dạ, nhưng mình nổi những cái chấm nhỏ. Da em có mấy lớp biết không? Có lớp xuất huyết ở dưới da thì mình thấy được. Không, có xuất huyết da ha. À, có sẹo. U ở lòng ngực. Có sẹo. U ở thành ngực, đúng rồi. Chỉ là mình nói ở chỗ mình dạy lòng ngực hay là ở thành ngực chứ. U trên thành ngực mà. Ủa em không biết mô tả, chẳng hạn như chị hỏi em cái điện thoại này nó làm gì? Chữ nhật. Điện thoại nó thành gì? Dĩ nhiên rồi. Còn trên bề mặt nó có cái gì mình mô tả sao, đúng không? Cái U làm sao nó thuộc về hình dạng được? Còn cái lõm nó là cái gì? Dĩ nhiên nó là hình dạng rồi. Bây giờ bởi vì cái điện thoại này nó hoàn toàn là một cái hình, nó không phải hình chữ nhật mà nó là hình trụ, đúng không? Đúng không? Hình hộp, hình trụ, hình tròn. Chứ giả sử như mà cái điện thoại của chị mà nó bị bể cái thì là nó khác rồi, đúng không? Hình trụ lõm hay lồi nó là hình dạng á. Khám tim hay sao mộng tim? Khám tim. Nhìn chưa xong nữa. Nhìn mộng tim. Tìm cái mỡ tim đập ở đâu? Mỡ tim khó thấy. Thì bảo mỡ tim không thấy. Thấy mỡ tim đâu không? Anh này đang tập gym, anh được dài cho thấy mỡ tim mà. Nhìn không thấy thì sao? Nhìn không thấy thì nói sao? Phải nói là nhìn không thấy mẫm tim chứ không không kết luận là coi như là không nhìn ha. Dạ, đúng là sao mẫm tim. Sao được chưa, thấy mẫm tim không? Giờ sợ không thấy thì làm sao? Cho người bệnh nằm nghiêng bên trái. Ổng nghiêng nó cũng keo nữa. Thấy không? Người khác vô sờ đi, cô này sờ khi cái kim anh này ngừng đập luôn rồi. Mẫm tim đâu, có trong đó.
cam cho nó xanh. Bây giờ anh sờ dùm đi. Tại sao em? Thấy không? Thấy không? Hả? Thấy phải không? Nhưng mà nó yếu á. Rồi ngửa ra, ngửa ra. Rồi giữ tay nó. Bây giờ mình sờ mở đó thì khi mình cho bệnh nhân nằm ngửa mình phải lùi nó vào 1 cm. Mình lại mình mô tả ha. Nice. Mô tả phải lùi nó vô trong một chút. Rồi mở tim nằm đâu? Xương 4 nằm đường trên đường trái. Xương 4 trên đường trung đoàn trái. Nhân xương 4 trên đường trung đoàn trái diện đập nhiêu? 1, 2. Em để 3 ngón tay đó là 3 cm rồi đó là bất thường á. Vậy hả? Dạ. Em nghĩ là 1, 2 thôi nhưng mà nó yếu lắm. Em cũng chi xa thử, nó yếu lắm. Hai ngón tay mình là mình cho là 2 cm đi ha. Mình đo cm, mình phải có đơn vị. Em về thứ nhất là mấy cái này chắc là 1 cm đúng không? Hơn chút xíu hả? Hơn xíu. Đó. Rồi mình phải đo ngón tay cái của một cái ngón tay đầu tiên của mình để mình làm đơn vị đo lường nếu mình đi khác không có thuốc. Nghèo dài vậy. Sao? Rồi mô tả đi, mẫm tim mình đâu? Đếm với em phải đếm với chưa gì em đang ngửa làm ơn. Đếm sườn mấy? Đếm sườn 5. Đếm sao ra chỗ đó đếm sườn 5. Người luôn đếm. Đếm sườn 2 nằm đâu? Đếm sườn 2 đâu? Sao biết chỗ đó đếm sườn 2? Đè quá. Lũng luôn á. Bỏ tao xuống một cái xuống. Rồi lui. Em dựa vào đâu biết liên sườn 2? G-Louis. Cái G góc Louis chứ không phải là G Louis. Góc ức, góc ức. Xuống đây là góc Louis. Xuống đây là liên sườn 2. Liên sườn 4. Đó là liên sườn 4 đúng không? Đó là liên sườn 4 rồi. Rồi, rồi diễn đập sao? 1 x 1 rồi biên độ. Yếu à? Nãy yếu là do thành ngực dày ha, hoặc là do suy tim, hoặc là do khí khuế thủng, do tràn khí màng phổi, tràn dịch màng phổi đó. Thì cái ca này chắc là do thành ngực dày ha. Rồi cứ mô tả vậy, rồi tiếp. Sao? Rồi. Rồi. Là các ổ van tim đầy đủ hết. Rồi xong rồi làm gì? Đừng dấu nãy chứ. Rồi. Dấu này trước ngực làm sao? Làm sai rồi, nãy chị mô tả sao? Đập vuông tay đã ở mỏm tim. Quên, 3 4 5 ở trên đo khoang nhân sườn 3 4 5. 3 4 5 trên 2 3 4 trên liên sườn 3 4 5. Rồi. Sát cạnh bờ trái xương ức á. Phải đặt cái mỏm tim đúng không chị? Đặt cạnh bờ trái xương ức á, tới mỏm tim đó là thất trái rồi, bên đó là thất phải. Rồi, có không? Dạ không có, dấu này trước ngực. Dấu này trước ngực âm tính rồi, hà xe. Ngón cái để đâu? Dạ ở chỗ đầu xương ức. Mũi kiếm xương ức. Lầm ngón cái. Hướng về vai trái. Lầm ngón cái hướng về đâu? Vai trái. Hướng về vai trái. Vai trái rồi, hướng lầm ngón cái về vai trái coi. Lầm ngón cái đâu? Lấy ngón cái lên đây đựng đè nữa, lũng tim ta. Lấy ngón cái lên coi, lòng ngón cái đâu? Cái đó mà lòng ngón cái hả? Lòng ngón cái? Lòng ngón cái là ở đâu? Lấy nguyên cái bàn tay chỉ chị coi. Lòng ngón cái có chỗ này thôi sao? Ngón cái của em là ngón nào? Ừ, mặt lòng hướng về vai trái. Vậy sao gọi là hướng về vai trái? Lòng ngón cái đâu? Rồi. Vậy sao em đọc sách em hiểu được? Vậy có phải là lòng hướng về vai trái không? Các ngón còn lại để mẫm tim. Lòng phải hướng về vai trái mới được. Chứ lòng mà em ấp xuống là không được. Ấp xuống thì nếu em thấy ổ đập thì nó là ổ đập của cái gì? Hên xui. Vì sao phải hướng lòng ngón cái về đây? Bởi vì tim nó nằm hướng này, đúng không? Mày nói tao có cầm cho mày xưa.
rồi có, khả, có, mặt có ổ đập không? Nếu như có ổ đập đập vào lòng ngón cái cùng lúc với mẫm tim nảy, em phải mô tả cho chính xác vậy nha, thì đó là hạt xe dương tính, ý nghĩa là dày thành dưới thất phải, còn ở trên này là thành trước ha. Rồi xào xong rồi đúng không? Thế còn nghe chỉ là nước sắt thôi, không dây điện thoại mẹ ạ. Nghe vậy là sai rồi. Sơ mạch, bắt nghe sơ mạch. Bắt mạch. Nghe cái hộp không? Đầu tiên là gì? Nghe rõ hay không? Rõ bao nhiêu? Ừ. Chị yêu cầu là vừa nghe vừa kể tên ổ van tim. Em có làm được không? Ý là mô tả vị trí của nó. Đây là ổ van hai lá. Đây là ổ van ba lá. Ổ van ba lá thì nằm tuốt trên đó, sai rồi. Lộn xộn vậy là chết rồi. Em phải nghe, em chọn một cái thứ tự, bỏ ống nghe ra. Chọn một cái thứ tự nghe thôi, người khác vô làm đi. Bờ trái là nằm đâu? Phần thấp bờ trái xương ức. Phần thấp của bờ trái xương ức. Trời ơi, phần thấp bờ trái, vẽ bờ trái xương ức chị coi. Thì phần thấp là ở đâu? Này. Ừ, khoảng đó, phần áp bờ phải. Cứ bình tĩnh, đúng ha. Mình nghe ba vị trí đó rồi quẹo qua mở thờ nghe đi. Không, em còn gối chỗ là em chưa phân biệt được á. Là cái bờ thấp này. Rồi cái ba này, cái ba của ban chủ á, cái động mạch chủ là nó trên khoảng như phần 3 trên này, còn bờ thấp ở bên dưới này.
Em chỉ mới nghe tới phần thấp bờ trái thôi, còn ổ ba lá chưa có nghe đó. Vâng, ba lá phải nghe. Em nghe phần thấp bờ trái rồi em phải nghe thêm ổ banh ba lá nữa rồi mới tới mẫm tim. Dạ. Như vậy thiếu ha. Thôi bây giờ nói cho chị nghe là có nghe được cái gì không? Tại thì em nghe được là tiếng trên 1, tiếng 2, trên 1 là bùng, tiếng 2 là phạt. Dạ. T1 em nghe rõ ở đâu? Dạ T1 thì mình nghe rõ, T1 là... Thực tế em nghe T1 rõ ở đâu? Tim. Phần T2 em nghe rõ ở đâu? T2 em chưa có nghe, em không để ý rõ. Ủa, tại sao không để ý T2 ta nó bùm tặc thì em nghe được 2 tiếng đúng không? Rồi nó ngừng khoảng rồi nó bùm tặc tiếp. Dạ thì mà rõ nhất ở đâu thì em chưa có hình dung đâu không để ý. Tụi em chú ý là tâm trương nó dài hơn tâm thu, thành ra em nghe bùm tập là nó ngừng cái rồi bùm tập. Trong trường hợp nhịp tim bình thường, trừ khi nhịp tim nhanh quá mình khó phân biệt, mình phải bắt mạch, thì lúc mà ta mạch nảy nó là tiếng T1 ha. Nhưng mà cũng rất dễ em nghe, riết là em quen à. Tại vì em nghe ở mõm thì cái tiếng mạnh hơn nó sẽ là T1 và tiếng yếu hơn là T2. Còn ở đáy tim thì ngược lại ha. Nghe riết nó quen. Thành ra bắt buộc em phải tự nghe cái tim của người bình thường để em xác định đâu là T1, đâu là T2 trước thì mới nghe được cái tim bất thường ha. Rồi kết luận nghe tim là gì? Dạ thì bệnh nhân nào tiếng tim mà rõ đều, không có tiếng thổi. Rõ đều chưa đủ tần số. Và tần số là 80 nhịp trên phút. Em rùa, nhưng mà em rùa cái này là chỉ cho phép là cộng trừ mà không có cộng trừ nhiều giống như nhịp thở đâu nha. Tại nhịp thở người ta cho cộng trừ 2, thành ra lấy 16 cộng 2 thành 18 cộng 2 thành 20 trừ 2 là 16 vẫn bình thường. Chứ cái này rùa là chết. Người ta cho cộng trừ 4 thôi á. Cộng trừ 4 là vậy thì là do 94 nhịp đi. 94 nhịp mà em cộng 4 thành 100 đúng không? Mà em trừ 4. Em cộng rồi đó, cộng rồi thành 88. Phải lấy 88. Ý là người ta cho sai số là 4. Rồi, em lấy 88 đúng không? Dạ. Nhưng mà nhịp tim em có biết khoảng bình thường là nhiêu không? 60 đến 100. 60 đến 100 em lấy nhiêu em cộng trừ cũng sai hết á. Có hiểu không? Vậy thì mình em phải đếm cho đàng hoàng. Em chưa có hình dung em đố đó. Nhịp thở thì em lấy nhiêu còn em cộng trừ, em lấy 18 cộng trừ là thôi khó sai tại cho cộng trừ 2. Cũng đến 88 thôi vậy được rồi. Rồi bây giờ có thắc mắc gì phần khám tim không?